uống nước. Nghe tưởng chừng là một cái việc khá là đơn giản, ai chúng ta cũng có thể làm được đúng không ạ? Nhưng thực tế thì nó cũng không hẳn là đơn giản đâu ạ. Khi mà cơ thể của chúng ta bị mất nước, máu sẽ đặc hơn, làm cho cái việc lưu thông máu đi khắp cơ thể sẽ trở nên khó khăn hơn và nó sẽ dễ hình thành các cục máu đông. Nguy cơ mà đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu là rất cao. Nhiều khi chỉ cần một cốc nước chúng ta uống đúng thời điểm thôi thì nó có thể cứu các cô bác khỏi cái nguy cơ bị đột quỵ. Vì vậy, các cô bác anh chị chúng ta hãy xem ngay cái video này để biết cách uống nước giúp tăng cường sức khỏe và chống đột quỵ một cách hiệu quả nhé. Đầu tiên, hãy uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ 30 phút. Thường thì các cô bác chúng ta hay có cái tâm lý đó là rất ngại đi tiểu đêm, dẫn tới việc đó là buổi tối chúng ta không hay uống nước. Thì đây là một cái thói quen cần phải thay đổi ngay. Hãy uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ khoảng 30 phút để tránh cái tình trạng đó là máu bị cô đặc vào ban đêm, giảm cái độ nhớt của máu và giúp ngăn ngừa huyết khối. Lượng nước thì các cô bác có thể uống khoảng tầm cỡ 350ml. Có thể chúng ta điều chỉnh tùy theo cơ địa của từng người để không làm ảnh hưởng tới chất lượng của giấc ngủ. Thứ hai, đó là sáng sớm sau khi thức dậy, hãy uống ngay một cốc nước ấm. Uống một cốc nước ấm khoảng tầm 300ml khi mà chúng ta vừa thức dậy vào buổi sáng sớm, nó sẽ đem lại cho các cô bác rất là nhiều những cái lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Bởi vì khi mà chúng ta mới thức dậy thì các cái khối mỡ bám trên cái thành mạch máu sẽ bong ra, cùng với việc là khi ngủ thì các cô bác đã mất đi một cái lượng nước rất là lớn. Từ đó sẽ làm tăng cái độ nhớt của máu, dễ hình thành các cục máu đông. Mà các cô bác đều biết rồi, cục máu đông thì đây chính là cái nguyên nhân mà gây ra tới 90% những cái ca tắc nghẽn động mạch vành tim và bít tắc những cái mạch máu đi nuôi dưỡng não bộ của chúng ta. Do đó, việc các cô bác chúng ta uống một cốc nước ấm từng ngụm nhỏ, chậm rãi vào buổi sáng sớm sau khi mà chúng ta vừa ngủ dậy thì nó sẽ góp phần làm loãng máu, giảm độ nhớt của máu, ngăn chặn bệnh tim và các cái nguy cơ đột quỵ tai biến xảy ra. Và thứ ba, đó là uống nước khi thức dậy lúc nửa đêm. Hơn 50% số ca nhồi máu cơ tim và vỡ mạch máu não thì nó thường xảy ra khoảng từ 2 cho tới 5 giờ sáng. Đặc biệt đó là khi mà thời tiết nóng bức, cơ thể đổ nhiều mồ hôi thì càng có cái nguy cơ cao hơn. Vì vậy, nếu không uống đủ nước trước khi đi ngủ thì khi mà tỉnh giấc nửa đêm, các cô bác chúng ta hãy uống ngay một cốc nước để phòng ngừa cái nguy cơ đột quỵ. Cô bác nào mà chúng ta hay bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm ấy thì chúng ta có thể đặt luôn một cái cốc nước ngay cạnh đầu giường. Và nửa đêm khi mà chúng ta bị thức giấc thì có thể là uống cái cốc nước đó luôn. Trong một ngày thì sẽ có những lúc máu của chúng ta đặc, có những lúc máu của chúng ta loãng hơn. Hiện tượng này thì nó tuân theo một cái chu trình nhất định. Từ 4 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng thì đây chính là lúc mà máu của chúng ta đặc nhất. Sau đó thì dần dần nó sẽ loãng ra cho tới khoảng 12 giờ đêm là cái thời điểm loãng nhất. Rồi dần dần nó sẽ đặc lại cho tới buổi sáng hôm sau. Và đặc nhất đó là khoảng từ 4 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng. Có rất là nhiều những cái nguyên nhân để dẫn tới tai biến đột quỵ. Nhưng việc máu đông đặc là một trong những cái nguyên nhân quan trọng mà gây ra cái bệnh lý này. Vì vậy các cô bác anh chị chúng ta hãy nhớ ba cái thời điểm mà dì Sĩ Lan đã kể ra trong video này để chúng ta uống nước phòng tránh những cái tai biến đột quỵ xảy ra nhé. Đầu tiên đó là chúng ta hãy uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ buổi tối khoảng tầm 30 phút. Thứ hai đó là chúng ta có thể uống một cốc nước ấm khi mà vừa thức dậy vào buổi sáng. Và cái thời điểm thứ ba đó là chúng ta có thể là uống một cốc nước ấm ngay khi mà chúng ta bị tỉnh dậy lúc nửa đêm. Chúc các cô bác anh chị thật là nhiều sức khỏe. Và nếu như mà thấy video này hữu ích, hãy giúp dì Sĩ Lan chia sẻ để cho nhiều người chúng ta cùng áp dụng nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Dì Sĩ Lan khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của dì Sĩ Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của dì Sĩ Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của dì Sĩ Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.